Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Ánh Sao Vlog. Chúc mọi người luôn nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Hôm nay có dịp đi miền Đông Nam Bộ, tôi sẽ review cảnh rừng cao su cho mọi người cùng ngắm nhé. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lên xe đi với mình nha. Thank you.